28. Không thể xóa nữa, không thể xóa nữa, không thể gạch nữa, không thể gạch hết được nữa. Không phải vẫn giữ làm một mục sao? Đâu có, cái này cũng chẳng có ích gì. Trước đây con đã hứa với Giang Ngọc rồi. Bàn bạc lại đi. Đây đâu phải là chuyện nhất thiết phải làm như vậy đâu. Là thế này, con đã hứa với Giang Ngọc thì con nhất định sẽ làm được. Yên tâm đi, từ từ đừng cố quá. Đúng đúng, Giang Ngọc à, mẹ nói với con nè, có câu nói cổ nhân chắc con chưa nghe bao giờ, đó là đàn ông là chiếc bừa kiếm tiền, phụ nữ là chiếc hộp giữ tiền. Nghĩa là gì sao? Dù cho đàn ông có ra ngoài kiếm được bao nhiêu tiền cầm về nhà, rồi phụ nữ cũng phải cất nó. Không thực sự cần thiết thì đừng tiêu số tiền này. Lời xưa có đạo lý của người xưa. Mẹ nói đúng. Giang Ngọc à, người đàn ông chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, người phụ nữ chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa. Tuổi thanh xuân của phụ nữ thì có mấy năm chứ? Đúng vậy. Giang Ngọc, đàn ông với đàn ông không giống như nhau. Có những người đàn ông không đàng hoàng, mấy năm sau dù con có xinh đẹp đi nữa, nó cũng sẽ chê con. Còn như Chân Hảo nhà chúng ta, thằng bé này rất chung thủy. Chị thông gia, đàn ông trên đời này giống nhau hết. Chị nói về thì hơi phiến diện. Thế giới to lớn như vậy có gì không có? Đây là khu mua sắm gì vậy? Giảm giá 12% tất cả các mặt hàng nè. Đâu đâu, ở đâu, ở đâu giảm giá? Chữ tiếng Anh này viết gì vậy? Nhãn hiệu tốt. Đây là nhãn hiệu tốt à? Ở Đài Loan mua đắt lắm đó. Vậy xem như chị gặp may rồi. Thật sao, thật sao? Để ngày mai tôi dẫn chị đi. Mẹ chưa ngủ sao? Chân Hưng đâu? Đi vệ sinh rồi. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Không phải là cho con hết rồi sao? Sao lại mang trả lại? Dùng để mua nhà đi. Hai bọn con còn trẻ, đều có thể kiếm tiền, nên bọn con không thể lấy tiền của mẹ được. Không được, không được. Giang Ngọc có biết hay không? Mẹ không phải lo, mẹ cứ cầm lấy là được. Cầm lấy đi, cầm lấy đi. Mẹ, mẹ mau cầm lấy. Cầm về đi, lát nữa chị Chân Hân nhìn thấy lại bảo là mẹ thiên vị nữa. Không được, không được, cầm về đi. Mau cầm về đi, cái thằng này. Đây là của chị con. Đúng đúng ha. Cái gì chứ? Giống không hề có bát cao. Muốn chết sao? Bây giờ con biết gừng càng già càng cay chứ? Nếu không nhờ mẹ dùng chiêu này, bây giờ Chân Hảo nhà con còn đang thất nghiệp ở nhà kìa. Mẹ, mẹ làm gì thế? Nếu để như Chân Hảo biết, anh ấy sẽ tức chết luôn. Còn có cả mẹ chồng của con nữa. Mẹ chồng con thì đáng nói gì? Chân Hảo tốt nghiệp bà ấy còn giấu con. Khó khăn lắm Chân Hảo mới tìm được việc, bà ta lại ngăn cản. Với một người mẹ mà nói, bà ấy là bà mẹ tách trách. Được rồi mẹ, có nhiều chuyện mẹ không hiểu đâu. Đúng, mẹ không hiểu. Nhưng con không cảm thấy tất cả mọi chuyện bây giờ là rất ổn sao? Chân Hảo có việc, các con có thu nhập, như vậy không phải là rất đáng mừng sao? Chuyện này thì chỉ có con biết, mẹ biết, với lại sếp Hậu kia biết. Con không nói cả đời này thì ai lộ ra chứ? Mẹ, con sắp bị mẹ hại chết luôn rồi. Mẹ sao lại hại con? Sếp Hậu đã nói rồi, tòa soạn này có chi nhánh ở Đài Bắc, đến lúc đó xem tình hình có thể điều Chân Hảo về Đài Bắc. Như vậy thì cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ rồi. Giai Ngọc à, con không biết đâu. Bây giờ mẹ với bố con thật sự là không có nguyện vọng gì hết. Bố mẹ chỉ mong gia đình có thể được đoàn viên. Con lấy chồng ở Bắc Kinh, con vốn không hiểu đâu. Được rồi mẹ, thôi đừng nói nữa. Vậy con sẽ không nói chuyện này cho Chân Hảo và gia đình nó biết chứ?
Ông xã. Ông xã à, sao anh dậy sớm thế? Anh phải lấy lại gốc tiếng Anh. Tòa soạn của bọn anh có bối cảnh quốc tế. Vậy cũng đâu cần sớm như vậy đâu. Bây giờ mới có 6 rưỡi thôi. Anh phải đi sớm để lại ấn tượng tốt cho người ta. Không thể ngốc nghếch như trước kia nữa. Anh phải tạo quan hệ tốt. Em ngủ tiếp đi, anh đi đây. Anh ấy thay đổi nhiều quá. Sao vậy? Sao vậy? Sao mua nhiều đồ vậy chứ? Đây đây. Sao vậy? Da già đầu rồi à? Không nhìn thấy nên da phải. Ngốc chết đi được. Có đau hay không? Vẫn ổn. Sao mua nhiều đồ vậy mẹ? Đúng rồi, sáng nay mẹ ra chợ mua đồ gì để nấu cơm cho các con. Hôm nay phong phú lắm đó. Có cháo tôm, bị cá chiên, đậu phụ. Sau đó còn chuẩn bị thêm mấy món ăn kèm là có thể ăn rồi. Con không có phúc để hưởng rồi. Mọi người hưởng thụ đi. Chờ chút. Nè, chuẩn bị cho con rồi đây. Mang theo đi. Cảm ơn mẹ. Con đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt, cẩn thận, làm việc thuận lợi nhé. Cảm ơn dì, bữa sáng phong phú quá. 9 món nhiều thế, khoa trương quá. Không có nhiều đâu. Không phải là con cần đi làm sao? Con đi đi, cứ để đây. Được, vậy con đi đây, tạm biệt. Tạm biệt mẹ, tạm biệt. Đi đường cẩn thận nhé. Con đến lớp yoga đi. Hôm nay con không đến tìm mà. Không phải là Chân Hảo không đi sao? Vậy con cũng không đi. Tạm biệt, tạm biệt. Chị Thông Gia à, lát nữa ăn chút trái cây đi. Buổi sáng ăn trái cây rất tốt. Chị xem chị là khách mà còn nấu bữa sáng cho chúng tôi. Thật sự khiến tôi phải ngại quá. Không cần phải ngại như vậy đâu. Thực ra nấu mấy món này cũng không khó. Nếu như chị muốn học, tôi có thể dạy cho chị mà. Được được, chị xem món này ngon biết mấy. Vậy thì tốt quá. Như vậy thì sáng nào Gia Ngọc của chúng tôi cũng có bữa sáng để ăn rồi. Chị nói vậy là sao? Khi tôi và bố của Gia Ngọc kết hôn, chúng tôi đều rất bận. Thế nên sáng nào bà nội của Gia Ngọc cũng nấu bữa sáng cho chúng tôi. Đừng nói là 9 món, lắm lúc còn có mười mấy món nữa. Mẹ chồng chị nấu bữa sáng cho chị sao? Thật ra đó cũng chẳng có chuyện gì. Chị xem người làm dâu bận biểu nhiều việc, phải giúp chồng dạy con nè, rồi còn phải làm một đống việc nhà nữa. Không phải chỉ là một bữa sáng thôi sao? Cũng không có gì khó khăn. Chị Thông Gia, chúng ta không nhỏ nhen gì chứ. Chị ăn xong cứ để đấy, tí nữa tôi rửa cho. Không sao hết. Chị đừng có như vậy nữa được không? Nhìn đường chút đi. Xin lỗi, tôi nhặt cho anh. Không cần, để tôi tự làm. Làm loạn hết cả lên. Tôi là người mới. Tôi tên là Chân Hảo. Hảo cái gì mà Hảo? Không phải, Quệ Dinh, có phải sau này đám Chân Hảo sẽ không đến đây luôn không? Nếu thực sự là như vậy, thì phải tuyển người giao hàng đấy. Tuyển người thì phải bỏ thêm tiền. Vậy phải làm sao đây? Để tôi nghĩ.
hít thở, dương tay. Trọng tâm cơ thể dồn về phía trước, nhớ là hít thở đẩy xương hông về bên phải. Giãn học. Mượn sức hai tay quay người sang bên phải. Tay trái đặt xuống chân trái. Ngón tay tiếp tục chỉ lên trên, lật người của bạn lên trên, mắt nhìn lên trên. Mẹ đó, phải dặn bà ta, không được để bà ta xem con như là chỗ chút giận, xem con như nàng dâu nhỏ để sai khiến được. Mẹ à, sao mẹ làm vậy chứ? Nấu một bữa sáng thôi mà, huống hồ trước đây đều là bà ấy làm bữa sáng. Con tưởng là mẹ không biết sao? Đó là mẹ chồng con tưởng là con mang thai. Giai Ngọc, con đừng có ngốc như vậy chứ. Bây giờ con cứ ôm hết việc vào mình, thế thì sau này ôm hết việc nhà vào người, không có hồi kết đâu. Được rồi, con biết rồi. Biết là tốt. Mẹ dẫn con đi mua sắm. Mua sắm nữa à? Đương nhiên là mua sắm rồi. Đi. Xem kìa, lò nướng. Chúng ta phải mua lò nướng nữa. Mẹ, lò nướng cái này đi. Loại này được rồi nhỉ? Còn có 2 tầng nữa. Cái này được không? Mẹ lấy bên này đi. Được. Chính nó. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tiểu Tráng, về rồi à? Đâu Tróc? Sao vậy? Lát nữa anh đi giao cái này. Đó là cháo của mẹ tôi nấu cho anh đó. Cái này thật sự là dì nấu cho tôi sao? Thơm không? Thơm. Thơm lắm. Thử đi. Ngon không? Ngon. Ngon lắm luôn. Tay nghề của dì thật tuyệt. Anh nói xem, tên nhóc nhà anh thật sự không thể nhìn ra anh biết lấy lòng của người khác đấy. Không phải là anh lấy lòng người khác, mà là dùng sự chân thành của mình để đổi lấy. Được rồi, vậy anh hãy hưởng thụ cháo của anh đi. Em không ăn chút nào à? Tôi không thích. Đây là bà cụ nhà tôi nấu riêng cho anh đó. Hơn nữa, anh ăn một phát nhiều như vậy cũng đâu còn bao nhiêu nữa. Anh ăn một mình luôn đi. Vậy thì anh không khách sáo nữa. Từ từ thôi. Mua đồ mệt quá. Mẹ. Chị Tông Gia, tôi ở đây. Về rồi à? Đúng vậy. Mua nhiều đồ thế, đúng vậy. Mau, để đây nghỉ ngơi một lát đi. Sao lại mua cả nồi thế? Nhà chúng ta còn mấy cái ở trong bếp. Con thấy mấy cái nồi trong bếp đã cũ rồi, con mua cho mẹ cái mới. Giống hệt luôn. Cảm ơn. Đây là lò nướng điện sao? Đúng, cái này là lò nướng. Thỉnh thoảng con gái tôi thích ăn bánh mì nướng. Tôi thấy nhà chị không có lò nướng nên tôi tiện tay mua luôn. Cứ xem như là quà tôi tặng cho bọn trẻ đi. Cảm ơn mẹ. Bởi vì lò nướng bánh kem, nướng bánh mì, lò nướng gì sống không làm được. Một cái lò nướng vẫn hơn. Mua nhiều thế này thì chắc tốn không ít tiền nhỉ? Không đắt. Mấy đồ ăn cũng không quá trăm. Cái nồi này cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Cái lò nướng này cũng chỉ mất hơn 1.000. Đúng là di truyền. Chị Tông Gia, chị nói cái gì vậy? Tôi không nói gì hết. Tôi là nói
làm mệt mỏi rồi phải không? Mau vào trong nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đi nấu cơm. Mẹ, không cần phải nấu cơm đâu. Vừa rồi bọn con ghé quán Nhật ăn rồi. Ăn sushi ở đó rất ngon. Chúng tôi còn mang về nữa. Nào, cùng ăn sushi đi. Mọi người ăn cơm Nhật Bản đi. Lúc sáng tôi còn bát cháo. Tôi sẽ ăn nó. Phải đi làm sớm một chút. Chị không ăn sushi à? Tôi không ăn đâu, mọi người ăn đi. Ngon lắm đấy, đúng vậy. Sao bà ấy lại không ăn nhỉ? Không sao đâu, để Chân Hảo về rồi ăn. Giang Ngọc, mẹ, hôm nay dẫn mẹ con đi đâu chơi vậy? Cũng không có đi đâu chơi hết, chỉ là tùy tiện đi vòng vòng thôi. Bắc Kinh mà, những nơi nên đi đều đã đi hết rồi. Thật là chơi bời suốt ngày cũng chẳng có ý nghĩa gì đúng không? Nhưng ạ, con xem, ngày nào thằng Chân Hảo cũng phải đi làm. Con nói xem con có dự tính gì không? Xem gì vậy? Yoga Ấn Độ, 10 buổi học 4.888 tệ. Ôi trời ơi, đây là cướp tiền hay sao? Mẹ từng thấy yoga trên TV, có người phụ nữ còn bày tấm thảm trên bờ biển, rồi dặn người tới lui thành cái kiểu đó phải không? Trời ơi, nhiều tiền thế sao? Đúng vậy, đúng là không rẻ. Giang Ngọc à, mẹ nói con nghe, con mà sinh con chăm con một ngày thôi, sẽ đổ hết mồ hôi còn nhiều hơn vậy nữa. Mẹ, hai chuyện này không thể so sánh được đâu. Đúng. Mẹ sợ là con ở nhà sẽ rảnh rỗi, bức bối. Nếu con thật sự thấy bức bối, con có thể về Hưng Viên Trai, rồi làm món hàu gì đó. Món hàu mà con thích, giỏi nhất đó. Cái gì mà hàu? Bánh hàu rán, đúng rồi. Con nấu một phần hàu rán, mẹ sẽ trả con 2 tệ được không? Không phải, đây không phải là vấn đề tiền nông. Con chỉ sợ thời gian con về Hưng Viên Trai không xác định. Không sao, mỗi ngày con đến một lúc là được rồi. Không đúng, chuyện này cũng buồn cười quá đi mất. Con xem hai đứa làm cái gì đó. Mẹ tưởng hai đứa con chơi cho vui thôi. Không ngờ tiếng lành đồn xa. Bây giờ mọi người cứ gọi điện thoại đặt hàng, đều muốn ăn món hàu rán gì đó. Bánh hàu rán. Cứ không nhớ được. Được ưa chuộng đấy mà. Vậy thì rất tốt. Vậy con... Được, vậy con sẽ theo mẹ đi. Vậy thì tốt quá, tốt quá. Giang Ngọc à, con không lấy tiền thì không được. Mỗi tháng mẹ sẽ cho con bao lì xì lớn. Không cần đâu mẹ, con cứ mặc kệ đi. Con hãy giải thích chuyện này với bố mẹ con, đừng để họ hiểu lầm nha. Không đâu. Tắm xong rồi à? Giang Ngọc, ngủ ngon nhé. Sáng mai cùng nhau đi. Dân dân. Bà ấy nói con đi đâu vậy? Bà ấy nói là bánh hàu rán lần trước con nấu rất ngon. Bảo con đến Hưng Viên Trai là bánh hàu. Có gì từ từ nói, tính còn nói làm gì? Quá đáng quá đi mất. Họ xem con cứ như người để sai sử, bảo con làm bánh hàu rán gì đó nữa. Sao vậy được chứ? Không được, để mẹ đi nói với bà ấy. Mẹ, đừng kích động như vậy. Mẹ chồng của con chỉ là nghĩ cho cửa tiệm thôi. Hơn nữa mẹ nói thẳng với người ta như vậy, không có ý tứ gì hết. Hay là con nói với chồng con đi, bảo Chân Hảo nó đi nói với mẹ nó. Chồng con vẫn còn đang tăng ca, hình như gần đây anh ấy rất bận. Con cũng không muốn làm phiền anh ấy vì chút chuyện nhỏ này. Có rồi, nào. Mẹ nói con nghe, ngày mai con giả bệnh, không đi đâu hết. Như vậy không được đâu. Được, cứ nói với bà ấy là vậy đi, biết chưa? Em yêu, tặng em nè. Mau mở ra xem đi.
Đẹp quá, đẹp quá. Thích không? Thích, em muốn nói từ lâu rồi. Anh tốt quá. Chỉ cần em vui là được. Anh thấy màu đỏ rất hợp với em. Cháy bỏng gợi cảm, có nét phong tình của phụ nữ trưởng thành. Cảm ơn anh thật tốt. Không có gì. Sao em cứ thấy ở bên anh là em quên mất mình lớn tuổi hơn anh nhỉ? Tuổi tác vốn là con số vô dụng. Nhớ rõ như vậy là được. Được rồi, mau ăn chút gì đó thôi. Sao chỉ ăn một chút vậy? Ăn nhiều vào. Đàn ông phải chịu trách nhiệm về vóc dáng của mình. Nhìn em ăn là được rồi. Em phải ăn nhiều một chút. Anh thích nhất là bộ dáng em ăn uống thoải mái. Em yêu, lát nữa đến nhà anh đi. Không phải anh sống cùng người nhà sao? Mấy hôm nay người nhà anh ra ngoài du lịch rồi. Nhà anh to ghê. Một mình anh ở trong căn nhà lớn như vậy sao? Cửa sổ nhà anh cực kỳ tốt. Khi có ánh mặt trời, cả căn phòng đều sẽ sáng nắng. Tốt quá. Anh ở trên lầu à? Thích không? Sau này em chính là chủ nhân của nơi này. Đợi anh một chút, anh nghe điện thoại đã. Anh đi nghe điện thoại trước đi. Em yêu, hay là em lên trên tầng đợi một chút, tắm rửa, lát nữa anh lên được không? Em cầm áo lên cho anh nhé. Được. Alo. Nhiều thế. 1, 2, 3, 4. Nhiều vậy thế. Có đi hết nổi không? Sao đôi này lại để ở đây? Nếu chúng ta không có tiền thì không mua. Đã mua thì phải mua hàng thật. Cũng giống như làm người vậy. Chân thành là một kiểu thái độ. Cũng như anh đối với em.
Em yêu. Em yêu. Sao em không đi tắm? Sao vậy? Chuyện gì vậy hả? Không phải tất cả đều là giả đâu. Có mấy cái cũng là thật đấy. Có mấy cái cũng là thật. Là anh nói với em. Người mặc hàng giả rất đáng cười, rất nhục nhã. Thì ra anh chính là người như vậy sao? Em nghe anh giải thích đi. Em nói xem, anh suốt ngày phải ở bên ngoài, đi xã giao với người ta. Nếu mấy bộ đồ này đều là thật thì phải tốn biết bao nhiêu tiền? Có bao nhiêu tiền thì phải mua bấy nhiêu tiền? Đâu ai ép anh phải ăn mặc hàng hiệu. Không, cũng đâu có gì đâu. Ngay cả chút chuyện này anh cũng làm giả. Vậy có phải là chuyện khác? Anh cũng giả hay không? Em yêu, con người ở bên ngoài hư dinh một chút cũng không sao đâu, đúng không? Hơn nữa ở nhà cũng chỉ có hai chúng ta thôi, không có người khác. Thì ra anh cũng biết. Để người khác biết được chuyện này sẽ khó xử lắm. Em yêu. Mọi người nói xem sao lại như vậy? Chị vốn cho rằng anh ấy rất có phẩm vị, cũng có thực lực kinh tế, cuối cùng toàn là hàng phây. Vậy chị ở bên anh ấy thành ra cái gì đây? Thành phu nhân hàng phây rồi sao? Còn gọi cái gì nữa? Đắt lắm đó. Nhưng cô không thấy anh bạn Lương này cũng rất hay sao? Rất sáng tạo. Cô xem trong phòng toàn là hàng phây, cũng vui biết mấy. Anh đang châm chọc tôi sao? Tôi nguyện rủa anh, sau này anh cưới một phu nhân hàng phây. Anh chết đi. Đừng ném. Hàng nhái này dễ hỏng lắm đấy. Cái gì? Cái túi này cũng là hàng giả sao? Em chưa thấy hàng giả cao cấp bao giờ. Em cũng không thể phát biểu ý kiến. Nhưng xem hàng nhái này đi, làm giống y như hệt vậy. Tiểu Trang, chúng ta đi tìm nơi sản xuất, đòi giá bán sỉ, mua mấy cái rồi đem tặng cho người ta đi. Em không cần, em mặc gì cũng phải là hàng hiệu. Hai người đủ rồi đó. Lần này gặp phải anh ta xem như là tôi xui. Em nói chị nghe, thực ra thông qua chuyện này chị cũng có thể tổng kết lại phải không? Chúng ta nên học tập bạn Lương Tụng, mua mấy đồ nhãn hiệu giả mặc lên người, cũng rất gì giờ này nọ, có đúng không? Anh xem anh kìa, anh nên học bạn Lương Tụng, ăn mặc qua què quá, không hợp chút nào. Sao vậy? Anh thấy anh rất chân thật mà. Tôi cảm thấy nếu một người đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ, nhất định sẽ thể hiện ra mặt chân thật của bản thân, không ngụy trang bản thân. Mau 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 thử đi. Bữa sáng tôi nấu thế nào hả? Chị Tông Gia, chị thực sự là có thành ý quá. Chào buổi sáng. Mau ngồi đi, mau ngồi. Mau ngồi ăn, ăn một chút đi. Xem cái đầu của tôi. Giao hàng mà không cầm quần áo với chìa khóa. Cứ làm như chưa tối qua mẹ dạy con. Không được đâu. Không được cái gì, đã nói xong hết rồi mà. Con nói là không được. Là tự con muốn đi mà. Sao vậy? Sao lại ho rồi? Thật ra tối qua con đã chớm ho rồi. Trong người cảm thấy không được khỏe lắm. Nhưng không sao, con sẽ kiên trì. Giai Ngọc à, con ho nặng như vậy không phải là bị viêm phổi đấy chứ? Không, không nghiêm trọng vậy đâu. Chỉ là ô nhiễm không khí, không quen thôi mà. Mẹ đi lấy cho con một chút nước. Nào nào, uống một chút nước đi. Uống chút nước. Cảm ơn mẹ. Xem con bé này, không đến tiệm nữa. Đi bệnh viện với mẹ đi. Chị Tông Gia, tiệm của chị nhiều việc như vậy, bận rộn như vậy, tôi đi cùng với Gia Ngọc là được rồi. Vậy được, đúng là tiệm của tôi
Vậy được, tôi sẽ đi trước đây. Được, chị đừng lo nhé. Nhất định phải nói cho tôi biết kết quả kiểm tra của bệnh viện để tôi còn yên tâm. Được, tôi nhất định sẽ nói cho chị biết. Đừng sốt ruột nhé con. Mẹ, tạm biệt. Nhìn mẹ làm gì? Lẽ nào con muốn đi giao cơm? Đến sớm quá. Chào buổi sáng các chị. Bánh kẹp của cô. Ở đây còn một phần. Nóng hổi. Quẩy, mau ăn đi cho nóng. Đừng để nguội. Tốt quá. Chào buổi sáng. Sữa đậu nành. Cảm ơn, cảm ơn. Sao cậu bán đồ ăn sáng đến chỗ này luôn rồi? Chủ nhiệm. Chào anh chủ nhiệm. Tôi không phải là bán đồ ăn sáng. Tôi là nhân viên mới. Tên tôi là Trân Hảo. Chào anh. Vì tôi thấy mọi người thường xuyên không thể ăn sáng, nên tôi tiện đường nên mua cho mọi người luôn. Không có ý gì khác đâu. Anh ăn bát cháo gạo lứt nhé. Không không không, nóng hổi lắm. Trân Hảo, chỗ chúng ta là tòa soạn báo, không giống như quán cơm nhà cậu. Sau này đừng như vậy nữa. Xin lỗi, xin lỗi. Có bánh kẹp không? Có. Cho một cái đi. Được. Tiểu Tân, bàn số 3 đòi món lâu lắm rồi. Tiểu Từ, ngay cả màn thầu còn chưa đưa lên. Cậu làm gì vậy hả? Cậu làm cá hay là theo qua thế? Mau lên. Bà mãi làm gì vậy? Tôi đang học làm sushi Nhật Bản. Sushi Nhật Bản. Học thầy nào thế? Món này à? Vậy bà học giỏi vào nha. Tôi thưởng thức tay nghề của bà. Sao bà lại nghĩ đến chuyện nấu món này thế? Món hào của Gia Ngọc bán rất dạy. Kết quả nó lại bị bệnh, không thể trông ngóng vào nó. Đã rút biển hiệu lại rồi. Đồ ăn cũng không giao được. Cho nên hết cách rồi. Cái này của tôi được rồi. Sao lại không được rồi nhỉ? Nó rất đơn giản mà. Tôi cuốn theo cái này. Tôi bị sao vậy? Không sao, không sao. Dù sao ăn vào bụng cũng tan ra hết. Mở nó ra trước cũng không có gì cả. Chẳng phải thế này cũng là ăn sao? Đơn lớn đây. Đơn lớn đây rồi. Đơn lớn đây. Đơn lớn gì thế? Có đoàn làm phim muốn đặt cơm hộp của chúng ta. Nói là muốn đặt trước một ngày. Nếu ngon thì sẽ một tháng. Chuyện tốt đấy. Mau giao đi. Phải. Nhưng mà ai đi giao đây? Ai cũng bận hết rồi. Nói cũng đúng. Không đủ người. Thế này mới sống chứ. Còn thấy rất áy náy. Còn thấy như là mình lừa dối người khác vậy. Đồ ngốc. Con áy náy gì chứ? Gia Ngọc, con có biết sao mẹ lại đến Bắc Kinh không? Mẹ ở lại là để dạy con cách làm dâu nhà người ta đó. Mẹ. Mọi người đừng khách sáo. Tự nhiên đừng khách sáo. Món này ngon quá. Đây đều là chị nấu sao? Tay nghề nấu nướng của chị tuyệt thật đấy. Tự nếm mùi vị như thế nào? Đây đều là con dâu của tôi nấu đấy. Mẹ, năm mới vui vẻ. Vui vẻ, vui vẻ. Cảm ơn. Xem bao nhiêu. Hiểu chưa? Con đó, đừng có ngốc nghếch. Ôm tất cả mọi chuyện vào người. Như vậy sẽ chỉ làm nhà chồng của con bắt nạt thôi.
Con phải biết chăm sóc cho bản thân. Con biết rồi. Mẹ, nhưng mà Chân Hảo cũng không bảo con đến tiệm để giúp đỡ. Con nhiệt tình như thế làm gì chứ? Lấy chồng rồi, nhưng ngoài làm việc nhà, thỉnh thoảng cũng phải đi shopping hay là đi spa, sau đó dọn một khóa thời trang để học, giao lưu, nói chuyện hoặc là đánh bài với mấy phu nhân gì đó. Giao lưu một chút như vậy là được rồi. Phu nhân gì chứ, con đâu có quen ai. Con đã sống ở Bắc Kinh rồi thì phải kết bạn ở bên này. Mẹ, mẹ không hiểu đâu. Phụ nữ ở đây không giống như ở Đài Loan. Phụ nữ ở đây đều phải đi làm, trừ khi có con cái. Nếu không đi làm thì sẽ chán lắm. Ở nhà cũng không có việc gì làm, huống hồ sẽ bị chồng và mẹ chồng cười cho nữa. Cái gì? Ý con là mẹ chồng con chê con không đi làm sao? Mấy giờ rồi? Con phải về đi chợ nữa. Được rồi, đi chợ trước đi. Thơm quá. Vất vả rồi, vất vả rồi. Có lộc ăn rồi, cảm ơn mẹ nhé. Ăn cơm, ăn cơm. Nấu xong hết rồi à? Giang Ngọc bớt ho chưa con? Con không ho. Hôm nay tôi dẫn nó đến bệnh viện rồi. Bác sĩ nói là dị ứng với không khí ở đây, một thời gian là ổn thôi. Tôi mua đúng rồi. Gì vậy? Giang Ngọc, mẹ mua cho con một chiếc máy lọc không khí. Tốt, đặt vào phòng của hai đứa đi. Dân, bao nhiêu tiền vậy mẹ? Không đắt, 2.000 tệ. Chịu chơi thật đấy. Mẹ, thật ra không cần phải tốn kém gì đâu. Con chỉ là nhất thời không quen thôi, qua mấy ngày sẽ ổn thôi mà. Phải phải, hay là chúng ta trả cái này lại đi. Trả lại làm gì? Cái máy này có ích cho con. Không khí sẽ được lọc qua nó thì sẽ rất trong lành, con sẽ không ho nữa. Nói chứ Bắc Kinh của chúng ta chỗ nào cũng tốt, chỉ có không khí là tệ thôi. Vậy nên mới để cho con phải chịu ấm ức như vậy rồi. Không có, không có. Ăn cơm thôi. Sao vậy? Eo, sao vậy? Không sao, không sao. Hôm nay chúng ta nhận được một đơn hàng lớn. Đoạn phim truyền hình đặt cơm hộp. Mẹ đưa cơm đến đó, nên hơi mệt một tí. Không sao. Cẩn thận một chút. Nào nào, cẩn thận. Không sao, không sao mà. Cẩn thận, cẩn thận. Không sao, ăn cơm đi. Không sao. Ăn cơm, ăn cơm. Được rồi. Không động đậy là được. Cẩn thận một chút nhé. Sẵn sàng ăn cơm thôi. Được rồi, được rồi. Con ra phía sau phụ đi. Được. Mẹ, mẹ làm được không vậy? Được, mẹ không lạc đường đâu. Đi đi. Đi đi. Chị ơi, địa chỉ này ở đâu vậy? Tôi tìm lâu lắm rồi. Địa chỉ này à? Tôi nói chị nghe, gần lắm. Chị xem, từ đây đi thẳng, đi đến ngã tư đó, ngã tư rẽ vào hướng nam là đến, gần lắm. Đi đi, dễ đi lắm, rất dễ đi mà. Được, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn chị, tạm biệt nhé. Được. Rẽ hướng nam. Anh ơi, rốt cuộc địa chỉ này ở đâu vậy? Tôi tìm lâu lắm rồi đó. Băng qua con hẻm này đi thẳng về phía đông, tới rồi ngã tư thì rẽ phía nam là đến. Cái này, băng qua hẻm về phía đông rồi, rốt cuộc hướng nam là ở đâu vậy? Đông Tây Nam Bắc chỉ còn thiếu chính giữa thôi. Làm sao đây, rẽ hướng nam hoài. Nào nào, phía trước, tránh đường đi. Tôi sẽ đến ngay. Chị đừng nóng. Xin lỗi, xin lỗi. Thật, thật, thật. Đợi một chút nữa nhé, được. Trời ơi, đã bao lâu rồi? Chị ta đã đưa cơm đến đâu rồi chứ?
Chắc là mẹ con lạc đường rồi. Mẹ con là người mù đường mà, trước giờ chẳng bao giờ đi đâu hết. Hay là để tôi đi tìm. Ông đừng đi, hai người chúng ta đi thôi. Được, đi đi. Mẹ, có phải ở kia không? Mẹ nhận ra xe nhà mình. Là bà ấy. Mẹ, mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy. Mẹ cũng đã hỏi rất nhiều người, ai cũng nói với mẹ là nhanh lắm, gần lắm, cũng sắp đến rồi. Ngõ nào nhìn cũng giống nhau, rồi còn có cả một đống đường xá khó hiểu nữa, vốn chẳng thể tìm được. Chị Thông Gia ở ngay ngã rẽ kia.